Đôi giày, bánh mì. Ngày xưa, ở một ngôi làng phương Tây nọ, có một cô gái xuất thân từ gia đình nghèo khó tên là Inger. Cả vùng không ai là không biết đến Inger bởi cái nết khó ưa, hoàn toàn trái với gia đình của cô. Hey, xem cái dáng cô ta kìa, nhón chân đi sợ bẩn, nhìn thật khó coi. Chỉ khổ bà mẹ, đau lòng vì con từ khi sinh ra đến giờ. Vậy còn rơi vọ có, nặng nhọc có mà đành bất lực. Mấy người tưởng mình hay ho chứ. Lần sau đừng có bắt con ra chợ nữa. Con sẽ không ra ngoài cho mấy lão rảnh chuyện bàn tán đâu. Tức một nỗi, con không xéo lên họ được như đám châu chấu cào cào. Bây giờ cô xéo lên tạp dề của tôi, rồi có ngày con sẽ xéo lên tim người mẹ này. Con muốn đi khỏi đây đúng không? Có thể đi rồi đấy. Con thật sự có thể rời khỏi cái xóm nhà lá nghèo rớt này rồi sao? Thị trấn có một nhà khá giả muốn xin con nuôi. Thấy ảnh của cô, họ rất xúc động vì rất giống với con gái xấu số ốm bệnh mà mất của họ. Trời ơi, vậy mẹ đồng ý không? Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là người mẹ nghèo này không nuôi dạy được cô. Được ở với những người giàu có ấy xem như là phúc phận của cô. Đúng là mình đổi đời thật rồi. Inger quả thực được gia đình giàu có trên thị trấn nhận làm con nuôi, đối đãi tử tế. Cô nàng ngày càng vênh váo hơn, nhưng trước mặt cha mẹ nuôi lại luôn tỏ ra ngoan hiền. Con nên tranh thủ về thăm mẹ ruột của mình. Nghe người dân ở đó đồn, mẹ con rất thương nhớ con đó. Mẹ con hả? Con phải về một chuyến rồi. Ừ, con yên tâm về đi. Con mới học cưỡi ngựa, nhớ đi chậm chậm nhé. Dạ. Mình giờ đã là tiểu thư đài cát, lại những người mẹ rách rưới kia thật đáng xấu hổ mà. Inger à. Từ nay cuộc đời mình sẽ toàn là hạnh phúc. Đã mấy mùa Giáng sinh rồi, chúng ta mới có cảm giác ấm cúng này. Mẹ, con cũng rất vui. Mẹ đã chuẩn bị giỏ bánh thơm ngon này để con mang về biếu mẹ của con đó. Con cũng đang định xin mẹ cho con về thăm nhà nè. Tốt quá, nhưng chắc con phải đi bộ đấy. Mới có bão tuyết, cưỡi ngựa trơn trượt rất là nguy hiểm. Dạ mẹ, con sẽ lên đường ngay. Đang ấm áp, tự dưng phải vác cái thân về cái nhà tồi tàn ấy. Con được bẩn thỉu này sẽ làm bẩn hết giày của mình mất. Đầy bụng như thế này không thể đặt giày xuống được. May quá, có mấy ổ bánh này để lót đường quá ổn luôn. Đặt chân vào ổ bánh mì, Inger lập tức bị kéo sụp xuống lãnh địa nơi bà chúa đầm lầy cai quản. Kẻ nào đang lôi ta đi tới nơi kinh khủng này vậy? Mau thả ta ra đi. Kẻ tội đồ chà đạp lên thức ăn thượng đế ban kia, chúa đọc ta đây sẽ không để cho người được yên. Bà đã bắt tôi đến đây, mau thả tôi ra ngay đi. Dám lớn giọng sao? Không chỉ xéo lên ổ bánh mì đó đâu, địa ngục của chúng ta xôn xao về kẻ này lâu nay rồi. Cô ta xéo lên tất cả mọi thứ, ngay cả tình cảm của bà mẹ đáng thương. Chúa đâm, xem ra lần này ghé thăm bà, ta có món quà mang về rồi. Mời ngài. Lão quỷ đã dẫn Inger xuống thẳng địa ngục, một ngoại lệ đầu tiên tới địa ngục mà không phải đi với thần chết. Thả ta ra. Đây là hình phạt thượng đế dành cho ngươi. Làm thân tượng đứng trước căn phòng, nơi nghe thấy mỗi lời than trách của thế gian. Thả tôi ra đi, thả tôi ra. Ngươi sẽ được gặp gỡ nhiều đấy, những kẻ tội đồ như ngươi đi qua đây. Cái quái quỷ gì thế này? Và giờ mình đói đến nỗi muốn bẻ một miếng bánh đang dẫm lên mà ăn. Inger, sao con làm mẹ đau lòng đến vậy? Con thật sự đã xéo lên trái tim của mẹ thật rồi. Mẹ coi như không có con nữa. Mẹ ơi, đúng là mẹ rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ mặc con mà. Trên thế gian, mẹ cô và tất cả mọi người khác
đã biết tội đồ của cô. Một người nông dân đã kể với họ khi tận mắt nhìn thấy tất cả từ mặt đầm lầy. Con bé không kính trọng thức ăn thượng đế ban, lại bất hiếu với mẹ. Một cô gái trẻ kiêu ngạo xéo lên bánh mì để giữ cho giày đẹp, và những tâm xéo lên cả trái tim của mẹ mình. Inga, độc ác, độc ác. Cô ta thật kinh tởm, cô ta đáng bị trừng phạt. Cứ như thế, Inga nghe thấu mọi lời trách móc của Trần Thế. Nhưng điều làm cô đau đớn nhất là sau lần mẹ cô nói sẽ coi như không có đứa con như cô, cô không còn được nghe tiếng của bà nữa, cho đến một ngày. Inga, Inga, tội nghiệp của mẹ, con đã mang bao đau khổ cho mẹ. Thì ra bấy lâu Inga không nghe tiếng mẹ bởi mẹ cô đau khổ quá mức, đến nỗi nước mắt nuốt ngược vào tim câm lặng. Bà ngã bệnh nặng và giờ là lúc bà sắp trút hơi thở cuối cùng. Mẹ ơi, xin mẹ tha thứ cho con gái bất hiếu này. Con nguyện chịu hình phạt này ở đây mãi mãi. Lạy Thượng Đế nhân từ, xin người hãy tha thứ cho Inga. Và nếu không thể, xin người để con được xuống dưới đó cùng với con bé. Không, con xin Thượng Đế, con không xứng đáng để được mẹ con tha thứ. Mẹ của con phải được tới thiên đàng. Hôm ấy là Giáng sinh, ngày Chúa cứu thế. Sự hối hận thật sự của Inga và lời khẩn cầu của mẹ cô đã chạm tới lòng trắc ẩn của Thượng Đế. Sau những tháng ngày bị trừng phạt, Inga được hóa thân thành chú chim trắng muốt trở lại nhân gian. Chú chim trắng ấy bay đi mọi miền, bất cứ đâu có một bàn tay rắc vụn bánh cho chim, nó cũng chỉ ăn một chút ít, còn để lại cho các con chim khác. Trong suốt hành trình những mùa đông dài, chim đã nhặt nhạnh và phân phát đi rất nhiều vụn bánh. Trọng lượng tất cả số đó ngang bằng hàng trăm ổ bánh mì mà Inga xéo lên để khỏi bẩn giày. Và sau ngày cuối cùng, chú chim trắng còn ở trên nhân gian. Có người nói rằng đã thấy chú sải cánh bay thẳng về phía mặt trời tươi sáng. Vượt ngục. Hôm nay để tôi trực trước cho nhé. Mai là sinh nhật con gái, anh đổi ca cho tôi. Vậy có được không? Anh vừa trực hôm qua mà, chẳng được nghỉ ngơi gì lại trực tiếp nữa. Không sao đâu, tôi ổn mà. Không nhớ tôi là thần kinh thép à? Vậy anh cố gắng nhé. Thả chú tôi ra. Mấy cậu nên trật tự thì hơn, đừng gào thét. Hãy giữ sức để còn cải tạo tốt nữa, rồi sớm về với gia đình. Đừng có làm bộ đạo đức ở đây, nghe cứ như là thẩm phán tối cao ấy nhỉ, làm phách. Cứ để lão ra oai, già thế kia rồi mà vẫn chôn chân ở đây, chắc cũng thuộc dạng bét rồi. Tôi đáng tuổi cha chú các cậu đó, đừng hỗn xược. Cứ thái độ đó lúc vào phiên tòa xét xử sẽ không có lợi đâu. Không phải dọa, bọn này đã vào đến đây thì chả sợ cái gì hết. Phải đó, hãy nghe anh ta đi. Tôi chỉ muốn tốt cho các cậu thôi. Hãy nghĩ tới những người ở bên ngoài sông sắt. Không phải tôi, là ba, là mẹ, là vợ con các cậu. Đừng sống thế này nữa. Tôi không để ông tự đắc dễ thế đâu. Thả ra. Mấy tên này có vẻ khó khăn đây. Không biết Billy có chịu nổi không? Trông hiền lành vậy thôi, nhưng Billy sở hữu cái đầu lạnh nhất nhà tù tiểu bang đó. Nhớ theo dõi phòng này cẩn thận nhé. Rõ thưa sếp. Vứt hết đi, bọn này mà phải ăn cái thứ cơm không dành cho người à. Nhiệm vụ của tôi là để ở đây, các cậu ăn hay không là tùy. Đừng quên, phải giữ sức còn ra ngoài cải tạo. Lão già này, nhìn lại bọn này đi. Chỉ trong ngày mai thôi là bọn này sẽ ra ngoài. Còn lão... lão mãi mãi chui rút như một con chuột cống già trong cái xó nhà tù này thôi. Chúc mừng nhé quả ngục, đêm nay có việc để làm rồi. Chúng mày vừa phải thôi, đừng quá trớn. Biết bọn này là bọn nào không mà lên mặt hả? Mai nhé, đợi đại ca một sừng vào đây thì các người có mà lép kẹp như một con rệp. Cái nhà tù này hay ghê, cai ngục còn bày đặt làm nghệ thuật. Lão có con gái hả? Không phải việc của cậu, đừng quan tâm. Trong tù ngục đeo dùi cui còng số 8 mà ngồi làm nhà búp bê, nghe chừng không hợp chúng mày nhỉ. Đúng đó, hay là lão đã có tâm hồn thơ mộng thế
thì làm nhân đạo luôn đi. Thả bọn này ra, mai bọn này đỡ phải gọi đại ca vào đón. Hợp lý đi, bọn này sẽ không bạc với ông đâu. Đảm bảo cầm tiền mua được nhà với xe hơi luôn đó. Đây là quà cho con gái, còn công việc là công việc. 30 năm trong ngành, tôi muốn giúp đỡ mọi người ổn định tinh thần trước con đường cải tạo rất dài trong này. Nhiễu sự, nhà tù chứ có phải văn phòng tư vấn đâu mà lão ra vẻ. Tìm tôi. Sao vậy? Mở khóa, ném chìa khóa qua đây, tôi sẽ giúp anh. Đừng có đóng anh hùng ở đây. Hắn đang phải trả giá cho những tháng ngày đàn áp người khác đó. Không hay rồi, tập hợp tại phòng giam số 1. Billy, anh có nghe thấy không? Gọi đội hỗ trợ, bao vây phòng giam số 1, chặn tất cả các cửa lại. Đại ca, cứu em, lúc nãy chúng em sai rồi, đại ca ơi. Dừng tay lại, bỏ cậu ấy xuống, đứng lên, cho tay ra sao gái, nếu không chúng tôi sẽ bắn. Đáng đời, thích thể hiện à, tôi chỉ... Không nói nhiều, đi. Tôi ổn, anh ấy đã cố cứu tôi, để anh ta lại đi. Các cậu làm ăn kiểu gì thế? Tù nhân ném vỡ camera để báo hiệu, mà cũng không có ai trực máy. Chúng tôi lơ là theo dõi camera nên không phát hiện kịp thời. Xin chịu kỷ luật ạ. Cảm ơn anh. Anh là một người tốt. Anh là một quản giáo rất đặc biệt. Hẹn gặp lại. Chà, tí nữa thì ngủ quên. Cảm ơn chúng mày nhé. Cô chủ vừa cảm ơn anh đấy. Tiếng gáy của anh to vang đã đánh thức cô chủ dậy sớm. Anh nói gì thế? Rõ ràng là cô chủ cảm ơn em đấy chứ. Tiếng gáy của em mới đánh thức cô chủ dậy, không phải tiếng gáy của anh đâu. Ai bảo em thế? Rõ ràng là nhờ tiếng gáy của anh. Tiếng gáy của em rè rè như ống bơ rỉ, ai mà nghe thấy được chứ. Có mà tiếng gáy của anh mới là ống bơ rỉ thì có. Anh hãy nghe lại đây nhé. Ôi, tiếng gáy ấy mà cũng gọi là gáy à. Hãy nhìn anh nè. Đấy, chả ống bơ rỉ là gì? Không thèm tranh cãi với mày nữa. Em cũng chẳng hơi sức đâu mà tranh cãi với anh. Sao mới sáng sớm mà anh em đã tranh cãi nhau gì ầm ĩ thế? Là tại anh ấy cứ muốn tranh công. Em mới là người gọi cô chủ dậy sớm, mà anh ấy cứ nói là anh ấy cơ. Có mày là người tranh công thì có, bé lại cứ đành hanh. Thôi thôi, hai anh em đừng tranh cãi nhau nữa. Ai cũng có công cả. Vì tiếng gáy của hai anh em kết hợp lại nên cô chủ mới nghe rõ mà. Tôi thấy ai gáy cũng hay, cũng to, trông ai cũng dũng mãnh cả. Làm gì có chuyện như nhau, phải có người hơn người kém chứ. Tôi là người gáy to nhất, dũng mãnh nhất khu vườn này. Không có đâu, em mới là người dũng mãnh nhất khu vườn này. Thôi thôi, được rồi, tớ xin thông báo để các bạn biết này. Sắp tới trang trại ta sẽ có cuộc thi vua nông trại dành cho các loài gia cầm. Lúc ấy sẽ biết ai là người dũng mãnh nhất thôi mà. Được, được. Cuộc thi vua nông trại diễn ra sẽ giúp chúng ta chọn ra người đứng đầu nông trại gia cầm. Người chiến thắng sẽ trở thành vua của nông trại, có quyền điều hành, chỉ đạo mọi thành viên của nông trại. Chúng ta sẽ thi đấu ở hai bảng theo từng cặp, hai người chiến thắng ở trận đấu cuối cùng sẽ tiếp tục đấu với nhau để giành quyền làm chủ nông trại. Đầu tiên, xin mời gà trống anh đấu với vịt. Chúc mừng gà trống anh đã chiến thắng ở cuộc thi vòng loại 1 bảng A. Tiếp theo là trận đấu giữa gà trống em và ngang. Gà trống em đã giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Chúng ta đã trải qua cuộc thi đầy gay cấn và hấp dẫn ở vòng bảng, và trước mặt chúng ta là hai người lọt vào vòng chung kết. Sau cuộc đấu này sẽ quyết định người trở thành vua nông trại của chúng ta. Sau đây, trận đấu xin được bắt đầu. Họ là anh em một nhà mà, sao họ không nhường nhau làm vua nông trại nhỉ?
sao lại phải thi đấu nữa làm gì? Đúng đó, là anh em một nhà, lọt sàn xuống nia, sao lại tranh giành nhau làm gì nhỉ? Ai là vua nông trại chả như nhau. Trời ơi, họ là anh em, tại sao anh lại có thể ra đòn hiểm như vậy với em của mình? Anh ra đòn ác với em sẽ cho anh biết tay. Anh sẽ không thể làm vua nông trại được đâu. Xin chúc mừng gà trống anh, vua nông trại của chúng ta. Đã nói rồi mà không nghe, ta mới là vua nông trại. Mọi người hãy xem đây, ta dũng mãnh và oai phong thế nào. Ta là vô địch, từ nay đừng có mà đành hành tranh giành với ta nữa nhé. Thôi chết, chim ưng kìa. Vua nông trại của chúng ta bị bắt rồi. Hoanh hoang lắm vào, chả lẽo mãi lên đó mà gào. Anh em trong nhà mà không biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, lại còn cạnh tranh hơn thua. Cuối cùng cả hai đều kết cục bi thảm thế đấy. Khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau. Thoát nghèo. Chào bác Ngọ. Chú Long đấy à? Hôm nay qua đây chơi hay có việc gì thế? Em qua đây có việc nhờ bác. Bác cho em xin cái chữ ký vào đây được không ạ? Sao lại xin vào danh sách hộ nghèo? Chả là thế này. Em nghe người ta mách. Được vào danh sách hộ nghèo thì mỗi tháng sẽ được nhà nước trợ cấp cho ít tiền. Em lên xã làm thủ tục thì người ta bảo trước tiên em phải làm đơn rồi đưa cho bác trưởng thôn ký. Chú chưa hiểu rồi. Có phải ai cũng được xin vào danh sách hộ nghèo đâu. Phải có tiêu chuẩn mới được chứ. Như nhà chú là chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt đâu. Dạ em biết nhà em chưa đủ tiêu chuẩn rồi. Có thế thì em mới phải nhờ bác. Bác cứ giúp em, ký cho em một chữ vào đây. Còn lại em tự lo. Không được đâu. Nhà chú đâu có đủ chuẩn hộ nghèo mà tôi ký cho chú. Vợ chú làm công nhân nhà máy, nhà lại có ruộng, hai thằng con chú nó khỏe mạnh thế, sao đủ tiêu chuẩn mà xin vào hộ nghèo? Không đủ tiêu chuẩn thì bác cứ cho em vào danh sách có sao đâu. Không được. Chú xem nhà ông Hinh kia kìa. Trong danh sách hộ nghèo 3 năm nay rồi. Mẹ già thì ốm liệt giường, vợ thì tâm thần. Một thằng con khuyết tật chẳng có công việc gì. Nhà ông Hinh thì nghèo nhất làng mình rồi, em còn lạ gì? Thì đấy, em biết là nhà em không có đủ tiêu chuẩn, nhưng em muốn xin vào hộ nghèo để có thêm ít tiền trợ cấp thôi mà. Nhà chú không đến nỗi nào xuất hộ nghèo để dành cho những gia đình khó khăn chú à. Biết là thế, nhưng bác cứ giúp em, sau này em không quên ơn bác. Thôi chú về đi, tôi không bao giờ làm thế cả. Cả làng tín nhiệm tôi nên mới bầu tôi làm trưởng thôn. Tôi lại đi làm cái việc không đúng này thì còn ra làm sao? Hàng xóm láng giềng, bác có mất cái gì đâu. Chỉ cần ký cho em một chữ, thế mà bác cứ gây khó dễ hoài là sao? Không bao giờ tôi giúp chú cái việc này hết nha. Chú về đi. Bác Liên ơi! Có việc gì mà thập thập thò thò thế chú Long? Bác trưởng thôn có nhà không bác? Ông ấy lên xã rồi. May quá, em có việc nhờ bác. Có việc gì thì chú cứ nói. Chẳng là em muốn xin vào danh sách hộ nghèo để được thêm ít tiền trợ cấp. Nhưng mà bác trưởng thôn nhất định không cho em xin chữ ký để em lên xã làm thủ tục. Nhưng mà chú có phải hộ nghèo đâu. Dạ em biết thế, có thế em mới phải nhờ. Thế thì không được rồi. Em biếu bác con gà trống tơ, chắc nhất đàn gà nhà em đấy bác ạ. Đúng là con gà ngon. Vâng, bác giúp em nhé. Nhưng mà cũng khó. À, mà cứ để tôi thử xem sao. Vậy trăm sự nhờ bác nhé. Chú cứ yên tâm về đi, có gì tôi báo ngay. Tốt quá, bác giúp em nhé. Ông ký cho tôi một chữ vào đây đi.
Sao lại ký vào tờ giấy trắng tinh chả có chữ gì thế này? Cứ ký trước đi, tôi viết vào sau cũng được. Nhưng ký làm gì mới được chứ? Tôi đang muốn làm đơn đi xin học cho thằng cháu ông chứ sao? Có chữ ký của ông cũng hơn. Thế thì bà cứ viết đơn đi xong rồi tôi ký. Tôi đang vội đi lắm. Ký luôn đi, rồi ra trường các cô hướng dẫn làm đơn sao? Bà là chúa rắc rối. Thế là đã đủ thủ tục. May quá, nhờ có bà vợ bác trưởng thôn chứ không thì... À, chú Long đây rồi. Tôi tìm chú mãi. Bác trưởng thôn. Tôi cấm chú không được làm cái trò này nhé. Chú xin chữ ký của tôi không được nên đút lót bà nhà tôi hả? Dạ. Bà ấy dám lừa tôi để lấy chữ ký giúp chú. Thế tờ giấy đâu rồi? Em để nhà rồi. Bác về nhà em mà tìm. Được rồi, tôi sẽ tìm cho ra cái giấy. May quá ông ấy không biết mình đang cầm tờ giấy. Vừa không mất gà lại vẫn có chữ ký của ông ấy. Bác Hình ơi, bác lên quỹ ban làm gì đó? Chú Long đấy à, tôi lên đây vì cái danh sách hộ nghèo đấy. À, nhà bác ở trong danh sách hộ nghèo 3 năm nay rồi còn gì. Thế bác lên để làm thủ tục vào danh sách của năm nay hả? Không, tôi lên đây để làm thủ tục xin rút khỏi danh sách ấy chú ạ. Sao bác lại xin rút? Chẳng là thằng cò nhà tôi mới xin được việc đi bê gạch cho một đội thợ xây. Thế là nhà tôi đỡ cơ cực rồi. Thằng cò nhà bác bị tật nguyền như thế mà cũng đi làm được sao ạ? Nó tuy bị tật nguyền nhưng vẫn còn khả năng lao động. Tại sao lại không đi làm cơ chứ? Thì tuy là thế, nhưng bác cứ kệ chứ việc gì phải xin rút khỏi danh sách hộ nghèo ạ? Mỗi tháng được thêm tiền trợ cấp, ai kiểm tra đâu mà bác lo. Sao lại thế? Tôi mong mãi mới đến cái ngày nhà tôi thoát khỏi chuẩn hộ nghèo để lên quỹ ban xin rút khỏi danh sách đấy. Người ta xin vào chẳng được, thế mà bác lại xin ra à? Nhà tôi tuy vẫn nghèo nhưng cũng đỡ hơn rồi. Còn nhiều gia đình khó khăn hơn nhà tôi ấy chứ. Như nhà bà Năm nè, có hai cậu con bị hội chứng đau. Nhà bác Lê có chồng vừa bị tai nạn, phải bán cả nhà đi đấy. Rồi à, nhà cậu Lớp, một mình cậu ấy nuôi cả bố mẹ già với mấy đứa em ăn học. Tôi nhường lãi suất cho những gia đình ấy chú ạ. Thôi tôi đi nhá, chào chú. Vâng, chào bác. Ông ấy đúng là người nghèo có lòng tự trọng. Khó khăn là vậy mà còn xin rút khỏi danh sách hộ nghèo để nhường suất cho gia đình khác khó khăn hơn. Chiếc đồng hồ. Thụy Sĩ cơ à? Thích thế, nhất lọc đấy. Cho tớ mượn đeo tí đi. Tớ nữa. Cho tớ xem với Lộc ơi. Không, riêng cậu thì không cho xem được. Đúng rồi đó, thằng Nhân xem đồng hồ định mua chăng? Xí, quần áo còn chấp vá mà còn đòi coi đồng hồ. Buồn cười quá đi. Quy lực thật đó, dạy tớ nữa. Đồng hồ của mình ăn cắp, trả đây. Tớ không ăn cắp, cậu đánh rơi, tớ nhặt lên cho cậu mà. Không ăn cắp mà nhìn đồng hồ của người khác, mắt sáng rực lên như vậy hả? Nhân nói đúng đấy Lộc ạ, cậu vừa đánh rơi xuống văng ra thì Nhân nhặt được mà. Tôi mà không kịp nhìn thấy thì cậu ta đút vào túi mình rồi. Phen này thằng Lộc có mà suốt ngày lo giữ của thôi. Mấy hôm sau, hôm nay kiểm tra chạy ngắn, sở trường của Lộc ấy nhỉ? Lần này tớ sẽ lập thành tích mới cho các cậu xem. Lớp trưởng cho các bạn khởi động rồi đúng không? Hôm nay cô sẽ tiếp tục kiểm tra chạy ngắn nhé. Vâng ạ.
Em thưa cô, đồng hồ đeo tay của em bị mất rồi. Chiếc đồng hồ thủy sĩ rất mắc tiền. Đồng hồ đeo ở tay em sao lại mất được? Em đã tìm kỹ lại chưa? Hay là hôm nay em để đồng hồ ở nhà? Em có mang ạ. Đầu giờ em có nói chuyện với các bạn mà. Dạ đúng thế thưa cô. Đúng là bạn Lộc có đeo đồng hồ ra sân ạ. Em chắc chắn là có ai đó trong lớp đã lấy chiếc đồng hồ của em. Bây giờ cô sẽ phát cho mỗi em một tờ giấy trắng. Em nào lỡ lấy chiếc đồng hồ của bạn Lộc thì ghi vào giấy. Cô đã nhận lại đây 30 tờ giấy trắng. Vậy là không có em nào nhận đã lấy đồng hồ của bạn Lộc. Thưa cô, em chắc chắn có bạn đã lấy chiếc đồng hồ của em. Vì xấu hổ nên không dám nói ra thôi ạ. Xin cô hãy cho xét cặp cả lớp. Nếu không tìm thấy, từ mai em sẽ nghỉ học. Nghỉ học ư? Bạn ấy nói cái gì vậy? Việc này cô thật sự không muốn. Nhưng bây giờ cô buộc phải kiểm tra từng em một. Chỉ tại cái thằng Lộc mang cái đồng hồ quý tới lớp, đâm ra mới sinh chuyện này. Thật đấy, đồng hồ mắc tiền thì để ở nhà cho yên. Thưa cô, là em lấy chiếc đồng hồ ạ. Thưa cô, em đã nói là chắc mà. Chỉ thiếu nước em chỉ đích danh ra bạn ấy thôi. Lần trước bạn ấy đã muốn lấy của em rồi mà bị em phát hiện đó. Hai em đi theo cô. Nhân, sao em lại lỡ cầm nhầm đồng hồ của bạn vậy? Cô đã nhắc nhở ai lỡ làm vậy thì nên tự thú tội vào tờ giấy. Em lại không nghe theo, để sự việc vỡ lở ra, bạn bè cả lớp đều biết. Bây giờ thì quá xấu hổ rồi. Thưa cô, em không tự thú vì em không hề lấy chiếc đồng hồ của bạn Lộc. Thưa cô, em nghĩ là chỉ cần soát cặp bạn ấy là sẽ rõ ngay thôi ạ. Thưa cô, chúng em tìm thấy chiếc đồng hồ của bạn Lộc rơi trên đường chạy, bị lá cây rụng che lên. Có lẽ là vì vậy mà Lộc không tìm thấy đó cô. Cảm ơn các em, giờ các em cứ về lớp đi. Cô muốn gặp riêng hai bạn một lát. Vâng ạ. Lộc à, em thấy sự nóng vội của mình chưa? Còn Nhân, tại sao em lại nhận đã lấy chiếc đồng hồ trước lớp dù em không hề lấy của bạn? Trước lớp em nhận em đã lấy chiếc đồng hồ vì em sợ bạn Lộc sẽ tự nghỉ học như lời bạn ấy tuyên bố. Nhà em rất nghèo. Ba em sắp tới có lẽ cũng không đủ khả năng cho em tiếp tục theo học. Em nhận rồi, nghỉ học cũng không sao. Bạn Lộc nhà có điều kiện, lại học tốt. Vì chuyện này mà phải nghỉ học thì thật là đáng tiếc cô à. Tớ xin lỗi Nhân. Tớ không có gì đâu. Tớ chỉ muốn Lộc hiểu là không phải người ta cứ nghèo khó là sẽ tham lam đâu. Hai em làm cô khó xử quá. Lộc thì quá nóng vội. Còn Nhân, cô thật sự rất nể phục sự hy sinh của em. Nhưng mà em đâu cần phải làm như vậy chứ. Chuyện nghỉ học chỉ là bạn Lộc nói vậy thôi, chứ không ai bắt Lộc nghỉ học cả. Dạ thưa cô, em nghĩ danh dự con người là quan trọng. Bạn Lộc lại là người kiêu hãnh như vậy, rất có thể vì danh dự bạn sẽ nghỉ học hoặc chuyển đi. Như vậy sẽ không hay thưa cô. Trước sau em cũng nghỉ học, em nhận luôn cũng không sao ạ. Nhân à, tớ và các bạn trong lớp nữa, chúng tớ nhất định sẽ giúp đỡ cậu. Cậu chắc chắn sẽ không phải nghỉ học đâu. Thưa cô cho phép chúng em được quay lại lớp. Em phải nói rõ chuyện này với các bạn. Và xin lỗi bạn Nhân trước lớp. Em không thể để Nhân bị mất danh dự vì suy nghĩ nhỏ mọn của em. Tốt lắm, thấy Lộc hiểu chuyện như vậy, cô rất mừng. Vậy hai đứa hãy đi giải thích hiểu lầm đi. Còn Nhân, em hãy yên tâm học cho tốt. Cô giáo, nhà trường và bạn bè sẽ luôn ở bên hỗ trợ cho em. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.